mình không biết luôn á. Đó. Mình mang cái đó là mình đụng ngay rồi mình không biết. Ừ. Sự cố ngoài ý muốn. Rồi, buổi chiều chú anh chị ơi. Không phải là báo cho chị mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Gì cầu với anh? Em nghe là anh gọi điện phải không? Anh Ngọc. Em nghe là anh gọi, anh nghe chị Linh anh gọi điện đúng không? Gọi điện chị Ngọc đúng không? Nghe chị Linh mua mai gọi điện chị Ngọc cấp. Chưa biết tin gì luôn. Gì biết rồi. Dạ không tám chương trình kết thúc video rồi sao Cái gì mà nó hung nhau cái nữa? Đâu? Dạ không về đâu. Vậy đi hung nhau cái nữa đằng đây nữa. Hỏi cho không luôn ạ. Đó, đốc tôi rồi. Đây mấy ổng đang tính cái đường sâu xa là chim ba chậu mai đó kìa. Đâu là một cái phải có hai chậu mai đầu ngõ, hai chậu mai cuối ngõ nữa đó. Bây giờ bà con cô bác xem coi mấy ổng vàng ghê không. Nói chung là mấy thằng Vân nhiều lúc điên đầu cái gì cũng dốc lên đó kìa. Còn bây giờ sau khi mà mình lao đèn xong mình đâm cầu xong thì cái nhiệm vụ cuối cùng mới là lao một chú anh Ngọc thì lao bàn thờ. Dạ. Trời ơi người ta đang lao mộ với ổng ngoại mấy ông tính người chịu nổi không? Thôi đi vô lao mộ rồi ta ra ta tính. Ổng lao rồi. Lao chưa? Chưa có lao mộ mà ngồi tính thì chịu nổi không? Mà nãy nói mình thì sao rinh nhanh quá. Bây giờ ta lao mộ đi, lao xong rồi mình ra mình tính. Ủa không đủ đá gì Ngọc? Đủ rồi. Nè. Hả? Cái gì đâu? Không đủ đá hả? Không đủ. Nãy giờ phải bốc bên đây dục bên kia hả? Anh Ngọc có đăng ký quay kia cho Ngọc. Chú chị ơi. Minh, không báo cho anh Ngọc đã đăng ký quay khuya chưa? À quay khuya nha, anh em nào đăng ký quay khuya nha. À anh có đăng ký. Hả? Anh Ngọc anh là anh hỏi đăng ký. Đúng rồi, anh Ngọc đâu có quay phim đâu. Anh đâu quay YouTube. Quay khuya là sao? Tức là quay ban đêm á, muốn quay khuya á là phải đăng ký. Đăng ký anh có quay không? Đăng ký là em lên em báo cho chú rồi, đừng có chú rồi. Cho mình quay khuya là bình thường vậy, người ta không có la, người ta kiểm soát được. Tao biết tao không có ấy. Anh có đăng ký không? Nhìn mình là mày đăng ký cho anh rồi nha. Rồi anh hôm chiều nay chẳng ai đâu. À có anh Minh với anh Đất
tới bữa 26 Tết đó. Anh cái mấy anh có cúng nhường cho em cúng trước một bữa được. Trời ơi, giờ tới 26 rồi em. Cái gì? Không biết giờ nó trước á. 26 đúng không em? Ừ. Nói chung là em muốn cúng cái giờ nào cái bữa nay né rồi. 26 Tết. Né ra. 26 Tết. Em 10 giờ đổ lên à, 10 giờ đổ lại á chứ không có hơn được. Giờ tới đó rồi mà. Mình nghĩ sao mình né giờ là được rồi. Ờ, mình né giờ thôi. Ý là em nói mấy anh giúp mình. Nó nói với kênh người với kênh sách vô chứ. Hả? Ờ đúng rồi, để cho bảo vệ người ta kiểm soát cái gì. Kiểm soát cái vậy? Nghe chưa? Ủa sao anh nói lại hả? Là mình chỉnh nó lại đúng không? Chú rồi, chú mình chỉnh nó lại đêm đây đúng không? Ừ, cái quay đêm á là chứ bữa là nãy em nghe anh nói khác mà. 26 là rồi, giờ tay cho 26 em sáng vô chắc mà em mà cúng trước cho cậu xong rồi bắt đầu cái phát quà phát lì xì luôn. Rồi tối nay có ai cái quay đêm đây chứ? Em mùng 2 em về. Có em qua em cúng mùng 26 em về chứ. Có mùng 2 em về. Thì ý em nói mấy anh biết trước vậy đó. Vậy là bữa đó là phải lớn đúng không? Anh đăng ký quy điểm chưa? Anh hỏi mấy anh đăng ký đó. Ký chơi. Anh đăng ký giùm cho em luôn coi anh Minh. Đăng ký giùm em luôn coi anh Minh. Ký hết nữa nè. Ký hết chưa tất tụi mày. Anh Minh ơi. Tại vì khi mà ảnh sắp xếp anh nổ lại được cái đầu nó lại được. Rồi. Anh cứ nghi hết vô tất luôn anh chắc. Hả? Giờ chú hấp nè. Con đối với chú nha. Nói hồi thôi thấy cái kênh luôn á. Trời. Có đối hôm qua đi. À, mèo nó kêu nó đối với chú. Nghe chưa? Nghe tao bữa 27 nha. Nói anh em nào ai quay được thì quay nha. Vì mình biết cái thông tin này. Bên Hoa Viên tổ chức nấu bánh tét này kia đồ đó, tổ chức sưng đó. Anh em nào ở lại quay được thì quay. Cái đèn tắt mẹ. Đó đó là thông báo trước cho em luôn. Đó là không để anh bấm máy quay. Đó là buổi đêm đó anh Minh. À ngày đêm. Là tổ chức nấu bánh tét, bánh chưng gì đó. Rồi hết. Lào cái cái phun rồi cho chú quay thoải mái. Em nào mình cho chú. Để lấy cái máy kia mà xong cái em kết hợp được. Vậy là mấy anh em đăng ký hết nha. Đó là Duy Minh biết được thông tin cho nên là thông báo cho mấy anh em nha. Ai quay được quay. Tại sao không bấm đây rồi có hỏi dáng. Dáng gì nữa không? Dáng nữa. Thấy ai quay được quay có gì đâu. Ai quay được quay. Ai quay được quay. Có nhà ý là không cho tao quay rồi. Không anh em quay ở đây thì không nói. Nhưng mà nói dán phải không? Cái đó là mình đăng ký rồi nghe. Không sao đâu. Trời ơi, thị tiên hả? Phát hiện cho 15 mét, cho 16 mét cái lọc. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ mình phải làm bỏ túi đi. Bỏ túi tay chú, trái túi em. Chú dạy quay. Mình là mình biết cái gì mình chia sẻ. Anh Minh cho em chấm cái đi. Anh có một rùa đồ dư không? Thôi thôi, một rùa tài chúng ta không nổi. Bây giờ không có qua sẽ đi. Rồi giờ thì chị chấm đi cho anh nha. Nói quy đi mình đem hai cái hai cho bông mình đem xuống ra đừng đem lên chi tiết cho. Nó đem xuống lại. Nào giờ cái mình đem lên. Bữa nay chưa được đâu. Chú hả? Chú đăng ký mà ông nổng. Bữa nay mà. Mới hỏi ý kiến cho mọi người. Mới hỏi thôi anh. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày. Mới hỏi ý kiến mấy em mà được biết đi đăng ký với 7 chạp năm Quý Mão, con đồng ý tế chủ kênh YouTube nó. Bây giờ với các chư vị bổ thần. Giờ là ếch cúng nha cô chú anh chị. Buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Nhập bắt ngày 5 tháng 3 này 2024 tới ngày Quý Mão. Đi thì hôm nay con phát ba ngày này con rất là mong các chư vị phù hộ độ trì cho những người có sớm bạn thành thầy tổ phù hộ độ trì cho tất cả bà con cô bác ở trên kênh YouTube. Bỏ đăng cài chưa? Dạ. Yeah. Em bỏ rồi. Em làm hành chú nha, sớm giờ. Ủa anh Minh ơi, anh đặt cái cây giống em đúng không? 990.000 nha. Không được. Cây đó anh đặt rồi, anh đặt đăng ký rồi đó. Rồi. Anh đăng ký rồi. Không hỏi không có một cây không cho ta gì cho đâu vậy? Chứ sao? Tại nó tại nên nó đặt rồi. Trời ơi. Bây giờ hiện tiền trao cho 16 hết một cái lọc khủng khiếp. Cái lọc đó, bây giờ, lọc của chú đó. Bây giờ cái lọc này mình sẽ để vô một cái lọc này vô mình tự phát hiện hả?
cái lọc này mình sẽ để ở trên vị trí cao nhất đó. Rồi cảm ơn Hiền Kiên nha. Đến đây thì 16 hết Bình Dương cũng xin phép khép lại video này. Cảm ơn bà con, cô bác, quý cô, chú, quý anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 16 hết nha. Cũng như là cập nhật những cái tin tức tình hình và 16 hết tình báo của bà con sớm nhất. Chứ mà bữa nay đã bắt đầu là 16 hết là sẽ quay liên tục. Hôm nay là 16 hết quay nó bị gián đoạn là do gián đoạn do là đăng YouTube nó bị bóp tương tác nên nên nó hơi lâu. Nay là bắt đầu là đăng bình thường rồi cô chú anh chị, nên cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho 16X nha. 16X sẽ cập nhật liên tục tình hình ở mộ của chú Vũ Linh cũng như là Hiện Tiên Vlog cùng với mấy anh em. Tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.